Ngày 16 tháng 12, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner đã công bố kế hoạch cải cách các quy định về nợ công của nước này nhằm đẩy mạnh chi tiêu công trong thời kỳ suy thoái kinh tế. Mặc dù vậy, chính phủ Đức vẫn để ngỏ khả năng phanh nợ lại bị đình chỉ trong năm sau 2024 do lo ngại ảnh hưởng khó lường của những biến động địa chính trị toàn cầu. Ngày 16 tháng 12, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cho biết dự định sửa đổi một hợp phần tính toán kinh tế để định lượng số tiền chính phủ nước này được phép vay mới mỗi năm theo quy định phanh nợ của Đức. Theo ông, cải cách sẽ được thực hiện vào năm tới, giúp chính phủ Đức linh hoạt hơn trong chi tiêu năm 2024, năm mà Viện Kinh tế Đức dự báo sẽ tiếp tục suy thoái. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Đức, thành viên của Đảng Dân chủ Tự do FDP nhấn mạnh, ông không tán thành thay đổi quy định phanh nợ nhiều hơn nữa, trong đó có đề xuất miễn trừ các quy định hạn chế chi tiêu đối với các khoản đầu tư và bảo vệ khí hậu. Tuần tới tôi sẽ trình bày một ngân sách bổ sung cho năm nay. Chúng tôi sẽ bảo đảm rằng các khoản chi tiêu, đặc biệt là trợ cấp điện và khí đốt, phù hợp với hiến pháp. Đó là lý do tại sao ngân sách bổ sung này là cần thiết khi chúng ta đang tiếp tục quá trình củng cố tài chính. Trong khi đó, các đối tác liên minh của FDP, gồm Đảng Dân chủ Xã hội của Thủ tướng Olaf Scholz và Đảng Xanh của Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck đã kêu gọi cải cách quy định vay nợ mạnh mẽ hơn. Thông điệp quan trọng nhất của tôi là chính phủ đang bám sát mục tiêu của mình. Chúng tôi đang thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi trung hòa khí hậu của đất nước, tăng cường gắn kết xã hội cũng như sát cánh chặt chẽ với Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay. Ba mục tiêu này tiếp tục là kim chỉ nam, để từ đó chúng ta nhận thức rõ ràng là chúng ta phải quản lý với số tiền ít hơn đáng kể để đạt được mục tiêu này. Chúng tôi sẽ cơ cấu lại quỹ khí vận và sẽ cắt giảm ngân sách, trước hết là ở các bộ xây dựng và giao thông vận tải. Cần duy trì thuế theo đạo luật nguồn năng lượng tái tạo, cũng như tài trợ cho các tòa nhà tiết kiệm năng lượng, tức là thúc đẩy quá trình chuyển đổi hệ thống sưởi. Việc Liên minh cầm quyền tiếp tục tranh luận việc cắt giảm chi tiêu như một phần của thỏa thuận ngân sách cho thấy thỏa thuận này vẫn còn mong manh. Bộ trưởng Tài chính Đức cho rằng cần thảo luận lại một số biện pháp cắt giảm ảnh hưởng đến trợ giá dầu diesel sử dụng trong nông nghiệp và việc dự định áp thuế đối với nhiên liệu máy bay đường bay nội địa vì ông không muốn doanh nghiệp phải chịu thêm gánh nặng. Quy định phanh nợ được nêu rõ trong Hiến pháp Đức giúp kiểm soát thâm hụt liên bang ở mức 0,35% tổng sản phẩm quốc nội GDP, ngoại trừ trong trường hợp khẩn cấp, đã trở thành một vấn đề chính trị lớn trong cuộc khủng hoảng ngân sách kéo dài hơn một tháng qua ở nước này. Theo thỏa thuận ngân sách, chính phủ đã đồng ý duy trì quy định phanh nợ trong năm 2024 sau khi tạm đình chỉ trong năm nay và những năm trước do xung đột Nga-Ukraine, khủng hoảng năng lượng và đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, Liên minh cầm quyền vẫn đề ngỏ khả năng phanh nợ lại bị đình chỉ trong năm 2024 nếu Đức cần hỗ trợ thêm Ukraine trong tình hình xung đột tại đây diễn biến nghiêm trọng hơn hoặc những nước khác, trong đó có Mỹ, giảm viện trợ. Bộ Phát triển Nhà và Đô thị Mỹ cho biết hiện có hơn 650.000 người dân nước này rơi vào cảnh vô gia cư. Đây là con số lớn nhất kể từ khi khảo sát bắt đầu được thực hiện vào năm 2007. Số người vô gia cư đã tăng tới 12% so với một năm trước đó, tương đương mức tăng trên 70.000 người. Nguyên nhân cho việc số người vô gia cư tăng vọt là do giá bán nhà và cho thuê nhà ở Mỹ ngày càng trở nên đắt đỏ hơn, đi kèm lãi suất tăng cao, khiến số lượng người không đủ khả năng mua hoặc thuê nhà nhảy lên ngưỡng đỉnh mới. Điểm đáng lưu ý là tình trạng vô gia cư trên toàn nước Mỹ được quan sát thấy ở mọi đối tượng, nhưng phần lớn tập trung vào cộng đồng người da màu, với quy mô dân số chiếm 13% toàn quốc. Hơn 37% người da đen tại Mỹ là những người vô gia cư. Nhóm cộng đồng gốc Á hoặc người Mỹ gốc Á có tỷ lệ vô gia cư thấp hơn, nhưng ghi nhận mức tăng mạnh nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, xét trên tổng thể, sự gia tăng lớn nhất về số lượng người vô gia cư nằm ở cộng đồng những người gốc Mỹ Latin. Có thêm 39.000 người gốc Mỹ Latin không có nhà ở trong năm nay, nhiều hơn 28% so với một năm trước đó. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết nước này đã ghi nhận sự sụt giảm chung về số lượng chẩn đoán và điều trị các bệnh về đường hô hấp ở các cơ sở y tế các cấp trên toàn quốc. Có được kết quả tích cực này là nhờ việc mở rộng và huy động nguồn lực y tế ở tất cả các vùng, đồng thời các cơ sở y tế cấp cơ sở đã đóng vai trò then chốt trong việc chống lại sự lây lan của các bệnh đường hô hấp. Cơ quan này tiếp tục kêu gọi người dân đeo khẩu trang, bảo vệ bản thân, duy trì thói quen vệ sinh tốt và tiếp tục tăng cường tiêm chủng để ngăn ngừa khả năng lây nhiễm. Chính phủ và Bộ Nội vụ Thái Lan đưa ra đánh giá khả quan về việc các bên liên quan tuân thủ những quy định mới đối với các địa điểm giải trí về đêm mở cửa đến 4 giờ sáng. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thái Lan Anutin Chamvirakul dẫn đầu đoàn kiểm tra các địa điểm giải trí về đêm ở thủ đô Bangkok, bao gồm các quán bar, câu lạc bộ đêm và các tụ điểm có biểu diễn nhạc sống.
đều bảo đảm trật tự. Khách hàng tới những tụ điểm này được yêu cầu xuất trình thẻ căn cước và kiểm tra an ninh trước khi vào. Hầu hết khách hàng sử dụng taxi hoặc phương tiện giao thông công cộng đến và đi từ các địa điểm để tránh lái xe trong tình trạng say rượu. Việc kéo dài thời gian hoạt động của các tụ điểm giải trí về đêm nhằm tạo việc làm và phục hồi du lịch vốn là chìa khóa để kích thích nền kinh tế Thái Lan. Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản do Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Indonesia Joko Widodo đồng chủ trì đã diễn ra tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản vào ngày 17 tháng 12. Các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã nhất trí về việc mở rộng quan hệ trong lĩnh vực kinh tế và an ninh. Đồng thời, các nhà lãnh đạo hai bên cũng công bố việc khởi động sáng kiến mới cho ngành công nghiệp ô tô thế hệ tiếp theo, nhằm vạch ra các chiến lược giúp ASEAN tiếp tục là trung tâm lớn về sản xuất và xuất khẩu ô tô. Trong tuyên bố tầm nhìn chung, các nhà lãnh đạo cam kết tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải, bảo đảm chuỗi cung ứng, thúc đẩy các hoạt động sử dụng năng lượng bền vững và mở rộng giao lưu nhân dân trong nhiều lĩnh vực. ASEAN và Nhật Bản cũng nhấn mạnh hợp tác trong lĩnh vực an ninh hàng hải. Hai bên sẽ nâng cao nhận thức về lĩnh vực hàng hải cũng như hợp tác giữa lực lượng bảo vệ bờ biển và các cơ quan thực thi pháp luật liên quan, tăng cường hợp tác xây dựng năng lực hàng hải và đảm bảo giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực theo các nguyên tắc được công nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế. Nga không muốn đối đầu với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Đây là lời khẳng định vừa được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra ngày 17 tháng 12 khi đề cập đến phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Nga có thể sẽ tấn công một nước thành viên của NATO nếu như giành chiến thắng tại Ukraine. Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh Nga không có lý do, lợi ích địa chính trị, kinh tế hay quân sự nào để chiến đấu với các nước NATO. Theo nhà lãnh đạo này, phát biểu của Tổng thống Mỹ là một nỗ lực nhằm biện minh cho chính sách sai lầm với Nga. Trước đó, hồi đầu tháng này, Tổng thống Biden cho rằng ông Putin sẽ không dừng lại nếu chiến thắng trước Ukraine và sẽ tấn công các nước NATO.